Ngày hôm qua 8 tháng 8, qua tuần tra giám sát, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 110 trường hợp với tổng số tiền 280 triệu đồng. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu là lỗi ra đường không có lý do chính đáng với 103 trường hợp, tụ tập đông người 4 trường hợp, không đeo khẩu trang 2 trường hợp và 1 trường hợp không chấp hành quy định cách ly. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã nhắc nhở 365 lượt người dân và lập biên bản 228 trường hợp không thực hiện đúng các quy định phòng dịch, vi phạm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, sau 21 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hơn 1.300 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 3,5 tỷ đồng.